Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, em tên là Phạm Thanh Hà, là học sinh lớp 46 trường tiểu học Cạnh Dương. Như các bạn đã biết, sách là kho tàng tri thức của nhân loại, sách mở mang tri thức cho chúng ta đến với những chân trời mới. Hòa chung trong không khí của ngày hội đọc sách, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cuốn sách mà mình tâm đắc nhất, đó là cuốn sách Cảnh Dương Làng Biển Anh Hùng. Cuốn sách này có kích thước 14.5 x 20.5 cm. Các bạn hãy cùng mình khám phá vẻ đẹp của làng Cảnh Dương qua cuốn sách này nhé. Cuốn sách này do nhà văn Nguyễn Ngọc Phúc, một người con xa quê Cảnh Dương, viết vào ngày 2 tháng 9 năm 2011. Theo nhà xuất bản Lao Động Hà Nội, cuốn sách gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là lời giới thiệu về nguồn cội làng Cảnh Dương. Phần thứ hai nói về lịch sử anh hùng làng chiến đấu. Phần thứ ba giới thiệu làng Cảnh Dương là một mảnh đất học hành khoa bảng. Phần cuối cùng là giới thiệu về lễ hội truyền thống mang tính văn hóa biển của làng Cảnh Dương, nằm ở phía bắc Quảng Bình, trải mình bên bờ biển cả mênh mông, quanh năm sóng vỗ vào bờ. Phía trước là núi Phượng cùng với dòng sông Lang huyền hòa duyên dáng, làm nên bức tranh tuyệt đẹp giữa cảnh trời mây nâu nước miền Trung. Từ đời này qua đời khác, người dân Cảnh Dương truyền nghề cho nhau như nghề đóng thuyền, đánh bắt cá, làm nước mắm. Xã Cảnh Dương là mảnh đất anh hùng. Tên tuổi của làng Cảnh Dương đã trở thành làng chiến đấu kiểu mẫu trong kháng chiến chống thực dân Pháp và là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Mỹ xâm lược, với những con người anh hùng sẵn sàng hy sinh thân mình để giữ làng, giữ nước. Cảnh Dương được mệnh danh là vùng đức địa linh nhân kiệt, đất học hành khoa bảng với 2 tiến sĩ và 13 cử nhân trong thời phong kiến. Đây là mảnh đất có truyền thống học, được nối truyền từ đời này qua đời khác. Nhắc đến làng Cảnh Dương, không thể không nhắc đến lễ hội mang màu sắc văn hóa biển vô cùng độc đáo. Đó là lễ hội bơi thuyền truyền thống. Bơi trại là dịp để dân làng giao lưu với nhau sau những tháng ngày vật lộn với sóng nước. Đó là ngày hội lớn mà người dân hết sức hào hứng và mong chờ. Bên cạnh lễ hội bơi thuyền truyền thống, còn có lễ hội cầu ngư được tổ chức vào rằm tháng riêng tại Ngư Linh Miếu. Đây là một nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang tính tâm linh, tưởng nhớ ơn đức cá ông, cá bà, mong cho một năm trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, làng xã ấm no, yên vui hạnh phúc. Ngày nay, Cảnh Dương đang từng bước phát triển đi lên, nổi tiếng với cung đường bích họa bên làng biển thơ mộng. Cảnh Dương càng ngày càng trở nên phát triển, với một phố trong làng trở thành một làng du lịch thu hút rất nhiều du khách đến tham quan. Trang sách, nhưng tác giả đã khắc họa đầy đủ nét đẹp về văn hóa của làng Cảnh Dương. Thầm cảm ơn tác giả đã mang đến cho thế hệ chúng em một cuốn sách vô cùng ý nghĩa, để chúng em có thể biết thêm về lịch sử quê hương và biết ơn công lao to lớn của cha ông mình. Thật tự hào khi em được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất anh hùng này. Cuốn sách này đã giúp em bồi đắp thêm tình yêu quê hương trong tâm hồn mình và để hiểu rõ hơn về văn hóa làng Cảnh Dương. Các bạn hãy đến thư viện trường tiểu học Cảnh Dương để tìm đọc cuốn sách này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.